I'm Trang Dương from Vietnam. You can call me JC and I work with Skypeenglish-vn. I graduated from University of Social Sciences and Humanities with an English degree. I can instruct you on both communication and business English. With an economics background, I can share with you some tips on Excel, also help you improve your presentation at school or working place. I'm a big fan of food. I'm keen on cooking, eating, and also watching Korean drama. I'm happy to see you guys. Goodbye! Chào các bạn, mình là Trang, làm việc tại Skypeenglish Việt Nam. Mình tốt nghiệp khoa ngữ văn Anh trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Mình có thể hướng dẫn bạn cả về tiếng Anh giao tiếp và tiếng Anh thương mại. Bên cạnh đó, với kinh nghiệm làm việc bên lĩnh vực kinh tế, mình có thể chia sẻ với bạn một vài thủ thuật Excel cũng như giúp bạn cải thiện bài thuyết trình ở trường hay công ty. Đam mê lớn của cuộc đời là ăn, vậy nên sở thích cá nhân là nấu ăn, ăn và xem phim Hàn Quốc. Rất mong được gặp lại các bạn tại lớp của mình. Bye bye!